Chúng tôi xin được tiếp tục kết nối với câu hỏi khán giả. Dạ chào bác sĩ. Dạ vâng. Chào bác sĩ, cho em hỏi là cháu nhỏ nhà em là năm nay là 6 tuổi. Thì hiện tại là mỗi lúc cháu nói chuyện hay là cháu hoạt động la rán nhiều là cái giọng của cháu là nó hay bị khò. Và những lúc nói chuyện thì to là cổ của cháu là nó vướng lên rất là khó chịu. Nó không bình thường. Đi khám bác sĩ thì bác sĩ chỉ nói là cháu còn nhỏ. Vì vậy là cho cháu là đừng có la rán nhiều. Nhưng mà hiện tại thì cháu những lúc nói chuyện như thế là cháu vướng cổ lên như thế đó. Thì em không biết là cháu nhà em có mắc những các bệnh gì thanh quản hay không. Như vậy là khi cháu nói là cháu có phải rướn cái cổ lên để nói cho nó rõ alo. Tiếng hay sao ạ? À vâng, đường truyền hiện nay gián đoạn. Alo. À vâng, chị có nghe rõ không ạ? Chị nghe rõ không ạ? Vâng. Với một số thông tin như vậy thì các bác sĩ có thể tư vấn được điều gì cho vị khán giả vừa rồi không ạ? Dạ vâng, đối với cái trường hợp mà cháu nhà chị nói là 6 tuổi. 6 là, tuổi, dạ vâng. 6 tuổi thì còn khá là nhỏ. Cái sự hiếu động của trẻ em ấy, khi mà ở cái lứa tuổi này thường ré, thường la hét nhiều ấy. Đầu tiên hết là chị phải cho cháu, có nghĩa là tập cho cháu cái thói quen là nói nhỏ lại, nghỉ ngơi, tránh la hét. Và khi mà cái biểu hiện của tình trạng rướng cổ lên và thường xuyên khàn giọng của cháu một cách lâu dài mà điều trị không dứt điểm ấy, thì cũng có thể nó là biểu hiện của một cái tình trạng lành tính ở cái vùng dây thanh quản, đó là cái hạt sơ dây thanh quản. Nhưng mà ở lứa tuổi này thường thường thì người ta thường để cháu lớn một chút nữa thì mới bắt đầu can thiệp bằng phẫu thuật hay một số cái thủ thuật khác. Nhưng cái điều trước tiên hết thì đầu tiên là cháu phải nghỉ ngơi, giảm nói và đồng thời luyện cái cách nói chuyện để thật là nhẹ nhàng và làm các dây thanh âm không bị căng quá mức. Như vậy thì mới giảm được cái sự khàn giọng. Và ngoài ra thì theo tôi thì ở lứa tuổi này thì chúng ta ngoài cái việc sử dụng các cái loại thuốc như một cái đợt cấp của các bác sĩ kê đơn rồi ấy, thì chúng ta có thể sử dụng thêm một số các cái biện pháp kinh nghiệm dân gian chẳng hạn. Cái điều này cũng rất là dễ chịu và làm cho cái cổ họng trở nên thanh hơn. Hay là nếu như mà ở lứa tuổi mà khoảng 6 tuổi ấy, thì cũng có thể dùng một số cái sản phẩm chế phẩm từ cái thiên nhiên hoàn toàn như là tiêu huyết thanh chẳng hạn. Thì cái sản phẩm này chúng ta sử dụng liều bằng 1/2 hoặc 1/3 người lớn thôi cũng rất là ổn và làm cho giọng của cháu sẽ thanh hơn. Để khi mà cháu lớn hơn một chút nữa, khi mà nội soi để thấy được cái vấn đề ở phần thanh dây thanh âm á, thì lúc đó mới bắt đầu bác sĩ mới gọi là có thể phẫu thuật hay là có thể điều trị thêm một số cái khác.